nhà báo Việt Nam một lòng trung thành với Đảng. Nhà báo Việt Nam toàn tâm vì nước vì dân. Nhà báo Việt Nam nghiêm túc trung thực dũng cảm, đấu tranh không ngại gian truân, nhanh nhạy kịp thời chính xác, hồng tâm sáng tạo chuyên cần. Nghề báo, nghề cao quý hay như chữ dùng của nhà văn Vũ Bằng, nghề báo là một nghề nghiêm trang cao quý. Nghề báo cao quý như bao nghề cao quý khác, còn nghiêm trang vì đó là một nghề chỉ biết nói lên sự thật. Sức mạnh của báo chí nằm ở khả năng tác động vào dư luận xã hội. Hiệu ứng đám đông chỉ trở thành sức mạnh thật sự của báo chí khi nhà báo có tâm và đủ hiểu biết để phân biệt đúng, sai, tốt, xấu, dở, hay trong chọn lựa đề tài, góc tiếp cận, trong thái độ khách quan và trách nhiệm xã hội khi phản ánh hiện thực, trong việc nhân danh lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia, dân tộc để khơi nguồn và định hướng, như Bác Hồ đã từng căn dặn. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng. Chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin được giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm Nhanh, đúng, trúng, hay là tập hợp những tản mạn về nghề báo của tác giả Hải Đường. Sách có dung lượng vừa phải, gói gọn trong 120 trang trên khổ giấy 20cm do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2016. Tập tiểu luận Nhanh, đúng, trúng, hay những tản mạn về nghề báo gồm 22 bài nói về kinh nghiệm và kỹ thuật viết báo của nhà báo Hải Đường, nguyên phó tổng biên tập Báo Nhân dân, chủ biên Báo Nhân dân Cuối tuần. Ông là một trong những cây bút chính luận, phóng sự xuất sắc do có điều kiện được đi nhiều nơi, vốn sống từ nhiều năm làm phóng viên về lĩnh vực chính trị xã hội, xây dựng đảng và làm công tác biên tập. Tác giả đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp viết báo của mình. Tuy các bài viết của ông mang phong cách chính luận, nhưng đó chính là những bài học cần thiết cho các nhà báo đi theo lề phải, cho đúng định hướng của đảng. Các tiểu luận đều ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, tạo cảm giác xúc tích, dễ hiểu cho người đọc. 22 bài trong cuốn sách đề cập khá toàn diện các lĩnh vực trong đời sống báo chí nước nhà và những công việc cụ thể của người quản lý, phóng viên. Có thể được chia thành 3 mảng chính. Một là vận dụng những nguyên lý cơ bản của báo chí cách mạng trong thực tiễn hiện nay. Hai là trao đổi về công tác phóng viên, biên tập. Ba là một số kinh nghiệm, ngón nghề giúp cho việc sáng tạo báo chí chất lượng cao. Cả ba mảng chính ấy được thể hiện qua các bài viết điển hình như Đúng và hấp dẫn, Tính chân thực của báo chí, Viết nhanh, viết chậm, Ký chân dung, đặc sắc Phan Quang, Định hướng và dấu ấn, vân vân. Theo tác giả Hải Đường, nhiều nhà báo, nhà văn nói về sự tích lũy chữ, một ngày nhặt được mấy chữ, cho vào cái tay nải, để rồi khi viết, lấy ra mà dùng, dùng dè sẻn, không để hết vốn. Người nhiều chữ, đọc bài của họ thấy rành mạch, dễ chịu mà đơn giản vô cùng, đọc xong còn muốn đọc nữa. Người ít chữ, đọc thấy rối tinh rối mù, lùng sùng loằng xoảng như thủy tinh vỡ. Gần đây, đọc đâu cũng thấy giảm nghèo bền vững, giảm thiểu tai nạn, vấn nạn ma túy, căn bệnh thế kỷ, cơn lũ lịch sử, hết lòng vì dân, vân vân. Dùng chữ mà không hiểu chữ, dùng chữ mà làm chữ mòn vẹt là lỗi của lối tư duy lười biếng và chắp vá. Có cách gì thay thế những chữ đó không? Có nhiều, nhưng muốn thay chữ thì phải thay cả cách lập ý, lựa chọn chi tiết và lối hành văn. Và còn điều này nữa, cảm xúc của người viết, độ nhuần nhuyễn của vấn đề mình chọn, chưa hiểu đến nơi đến chốn điều mình viết ra mà cố viết thì sẽ như gà mắc tóc, khi ấy chữ nghĩa sẽ rời ta mà đi hết. Nét đặc sắc trong cuốn sách này đó chính là những bài viết vô cùng ngắn gọn và xúc tích, vừa phù hợp với những bài giảng, bài nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ báo chí. Phần lớn các bài viết nghiêng về kinh nghiệm thực tế, ít xa vào lý luận, tầm trương tích cú từ những cuộc giao ban báo chí. Từ việc xử lý những vấn đề nhạy cảm đến việc lắng nghe tiếng nói cuộc sống, việc rút tít cho bài báo.
đều được tác giả thể hiện qua những câu chuyện cụ thể, lối viết giản dị, giàu hình tượng, cuốn hút người đọc. Đúng như tên sách, nhanh, đúng, trúng, hay là các tiêu chí của nghề nhà báo. 22 bài viết trong tiểu luận này sẽ giúp người đọc hiểu hơn về nghề báo, đồng thời cũng giúp cho người làm báo có thêm những kiến thức, bài học hữu ích trong công việc viết lách của mình. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chuyên mục Sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu đến tác phẩm này. Đó là nhà báo cách mạng, đó là nhà báo nhân dân, đó là nhà báo cách mạng.